coi chuột ơi, con đương làm gì mà con mừng dữ vậy? Con đương làm gì? À, con đương học quá trời, con mới giỏi hả? Con học cái gì? À, rồi con trả lời sai à, con đương học cái gì mà? Cái gì? Mẹ không nghe. A hả? Ba. Ba hả? Ở số 3 ở đâu? Số 3 ở đâu? Sai rồi. Ba chưa kiếm ra hả? Rồi đương kiếm số 3. Đương kiếm số 3. Kiếm chưa ra, kiếm chưa ra, kiếm chưa ra. Các bạn ơi, chuột kiếm chưa ra. Trời ơi trời, kiếm mà chơi, kiếm mà xây xây chổng đích luôn hả? Ba ở đâu? Ba quả gì nè? Ba đâu? Rồi cái yếm rồi, cô đó con chỉ mấy lần sai rồi, giờ cô kêu con chỉ cái yếm này, cái yếm ở đâu không? Cái yếm trả lời đúng rồi. Đúng rồi. Con dê. Con dê ở đâu? À đúng rồi, trời ơi ông học mà ông say rồi. Mèo con ở đâu? Đó. Giỏi. 10 rồi tới 8 đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, giỏi quá. Cả nhà thấy không? Anh chị nào có mua bấm vào bên tấp tấp á cả nhà. Bấm vào bên tấp tấp cái bên cái giỏ hàng của em, bấm bên Ngọc cũng cái Ngọc Diệu Vlog luôn, bấm vào giỏ hàng mua cái này cho có con nó học á cả nhà. Đây nè. Lệnh con ở đâu? Giỏi quá. Đổ đồ của mẹ này, trời mưa cả nhà, trời mưa đương gom đồ bỏ đây. Đây, chuột học bài hả? À, ai dạy con học bài vậy? Cô trong đó. Cô trong đây hả? Trời ơi, đây nè cả nhà. Em mua cái bảng này nè cả nhà, rồi cái đầu cho nó ngồi nó coi. Cho nó ngồi nó coi rồi nó học, nó học theo nó đọc từ từ nó dẫn từ từ nó biết đó cả nhà. Cô mà hồng ở chỗ con dấu. À, quá hồng. Giỏi, chuột học giỏi lắm rồi. Quả na, có biết quả na đâu không? Giỏi. Chính xác rồi, 10 điểm, 10 điểm. Con sóc ở đâu? Con sóc ở đâu? Con sóc trả lời đúng rồi. Thầy chỉ ra quả na ở đâu? Quả na đúng rồi. Giỏi quá. Thấy không các bạn? Anh chị nào có mua thì bấm bên TikTok á cả nhà. Bấm bên TikTok á rồi bấm vô Ngọc Diệu Vlog, bấm có rồi bấm cái hình ảnh đại diện em xong rồi nó có cái hình màu vàng vàng, cái giỏ hàng cái kiểu như cái giỏ sách á cả nhà. Nhà bấm vô đó rồi bấm kéo kéo lên, em có bán tất cả đủ cái mặt hàng ở bên TikTok luôn cả nhà. Rồi cả nhà mua cái này cho các em học. Có 50 mấy cành thôi cả nhà. Con chào cô. Cả nhà có mua cái đầu bấm cho nó em nó rảnh đó cả nhà, nó ngồi nó gì nó chơi nó học rồi. Rồi học từ đơn coi. Xe máy. Cô nói thì con á, con nói thì cô. Tàu điện. Con đọc theo đi. Tàu điện, cái yến. Cái yến. Cái ô. Rồi con học đi. Bởi vì có cái này á cả nhà thì nó đỡ coi điện thoại nè, bắt đầu nó chơi nó vừa học vừa chơi nó khó lắm. Bởi vì em treo lên đây em treo vòng đó, đầu nó muốn ngày nào nó muốn học cái lôi xuống nó học. Chị em nào, chị nào chưa có cái con tầm khoảng từ 3 đến 4 tuổi, 5 tuổi mà chưa đi học lớp 1 á, rồi đầu này mua cái này về nè cả nhà cho nó đọc theo. Rồi nó nhanh biết đọc lắm, nó nhanh biết đọc mà nó nhanh mấy nữa, không biết nữa. Đi đâu? Trời mưa đó, đi đâu? Hả? Học coi, coi để cô hỏi chuột ở đâu giờ nè, cô hỏi em ở đâu giờ nè. Số 4 nằm đâu vậy chuột? Sai rồi, sai rồi, trừ 1 điểm. Sai rồi, sai rồi, trừ 4 đâu rồi? 4 đâu? Số 4, không biết số 4 nè. Xe máy. Đây nè, 4 nè. Thấy 4 cục xí ngầu nè, thấy không? Cái chơi chuột học sai rồi, chuột sai rồi, trừ chuột cho chuột o điểm. Rồi, đúng rồi, quay lại, ngồi đây. Nó còn 4 đâu? À, số 4 đâu vậy chuột? À rồi, số 5 đâu vậy chuột? Số 5 đâu? 5 ở đâu? Đúng rồi, giỏi đó. Số 6 đâu ta? 6.
6 đầu năm rồi tới mấy? Sao vậy, thứ 6 đâu ta? Điếm ở đây mấy cái gì? Đây mấy cái bụng hai vậy, điếm mày con điếm mày. Điếm mày, điếm mày. 6 rồi, 6 rồi cho 5, 4 ngón tay. Điếm mày. Ừ. Ồ, 6 rồi cho 4 ngón tay. Rồi, thôi giờ con ở đây con học đi, mẹ đi làm chuyện nữa nha. Con được bảo mẹ là ông phải lắm. Rồi con ở đây học nha, mẹ đi nha. Con ở đây bay cho mẹ. Ờ, con ở đó đi. Mẹ mẹ cái tát. Không cho mẹ tát hả? Rồi con ở đó đi. Rồi sao không học rồi làm cái gì vậy? Trời ơi, ông bắt nhạc, ông lo, ông nhảy. Rồi giờ làm chán không học rồi đúng không? Chán không học rồi giờ đi nhảy rồi đó, bắt nhạc rồi đó, bắt nhạc này nè. Đó. Làm gì hết trời. Rồi gà đứng lên. Trời ơi, ổng à. Thôi nha, bé ba ông bà cô chú cái đi. Bé ba ông bà cô chú. Ba các bạn đi, cảm ơn đi. Anh bà, cô chú, anh chị. Rồi. Hơi tiền có ăn sữa. Phải không? Con dẹp. Ừ, con dẹp phải không chơi nữa hả? Không học nữa, thôi dẹp đi bé ba ông bà cô chú nghe, chuột trắng rồi đó. Như chân trâu vậy. Như chân trâu vậy đó hả? Trắng rồi đó, nó đi dẹp rồi đó. Nó học được một chút, lúc nào nó thích nó đem ra nó học, lúc nào nó không thích nó đem vô nó dẹp.